Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2020. Tham gia Việt Build năm 2020, công ty Trịnh Gia mong muốn đưa sản phẩm Master Window, một thương hiệu chuyên sản xuất và phân phối tổng thể ngành cửa và sắt mỹ thuật, nhôm nội thất đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Ngoài những sản phẩm đa dạng, luôn bắt nhịp cùng với xu hướng thị trường hiện nay và giá thành cạnh tranh, thanh toán linh hoạt, Trịnh Gia tiếp tục nghiên cứu đầu tư dây chuyền sản xuất khép kín nhằm mang đến những sản phẩm tối ưu, chú trọng chế độ bảo hành, dịch vụ chăm sóc khách hàng.